Ông nói hồi tháng 12 ông nói ông lỗ thắt họng luôn. Tới tháng vô gì ông mới bán được. Còn để bay qua bay lại như mấy con kia thì dễ. Dạ. Như mấy anh mà như là anh này thì phải được chơi là phải bao lâu? 7 năm. 7 năm. Thiệt á. Em là 1 năm hơn rồi. 1 năm hơn rồi. Bay khoảng bằng 50% của ổng. Thì con này để thả gió nhẹ, bởi vì em nói gió nhẹ nó đã lắm. Gió nhẹ nó đánh vừa ý của em vậy đó. Tại vì cái đầu nó còn nhẹ quá, nó chưa chúi xuống hẳn. Nếu mà mua cái diều đánh chiêu thì cái này phải nước ngoài, mua nước ngoài mới được, Việt Nam không có loại này. Còn cái này tụi em tự may không? Cái khung tụi em nhập từ Mỹ, khung made in USA. Ở đây cái số người